Ai vậy hả? Ôi đẹp vậy. Nó đẹp luôn. Bây giờ xăng 100 ngàn một lít cũng không sao hết đó. Hôm nay là Việt Nam thắng Thái Lan nha, Putin ơi. Okay. Đi bảo nha, đi bảo nha. Trời ơi, Thái làm thế mà được nha. Yeah. Mà Việt Nam thắng Thái Lan là được nha. Yeah. Thái Lan chưa có tuổi. Trời, chưa có tuổi. Dễ sợ. Thì cái này con không có tuổi. Có bật được camera không nè? Ơi, live stream camera rồi nè. Đây, Thái Lan chưa có tuổi. Em đi. Thái Lan tuổi gì? Ok. Thái Lan tuổi đây. Gì? Live đây là chúng tôi có muốn chúng tôi có muốn không đi bảo cũng không được quý vị ạ. Đây đưa máy này. Ủa my god, có thằng nhỏ kia nó đứng trên ấy, nó bắt cờ kìa Putin ơi. Xe của nó thua xe mình mà nó hơn mình có cái cờ kìa, thấy chưa? Đang đi bảo đấy. Đúng rồi, đứng lên. Việt Nam thắng Thái Lan 1-0. May hồn hồi nãy trong bữa tiệc của mình không có người, cái đứa nào Thái Lan, có Malaysia, Trung Quốc với Việt Nam thôi. Kéo đưa vào đây. Wow. La. Ra đây con. Đưa máy đây. Đứng như thế không an toàn. Đúng không? Chúng tôi đang trực tiếp truyền hình, trực tiếp live stream từ đầu cầu thành phố Nha Trang. Mặc dù chúng tôi không đua đòi để đi bão nhưng mà chúng tôi số phận vẫn đưa đẩy chúng tôi để đi giữa tâm bão của thành phố. Và quý vị ơi, không khí rất là náo nhiệt ngay tại thời điểm này tại đầu cầu thành phố Nha Trang, ngay trung tâm. Đưa đấy. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Thành Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890 và ngày 19 tháng 5 năm 2022. Chúng tôi đã chiến thắng Thái Lan 1-0. Đó là nhờ công sức lớn của bạn Mi Minh Chi không đứng coi trực tiếp trận đấu này. trực tiếp cái trận của Việt Nam và Malaysia, Việt Nam và Thái Lan, cho nên Việt Nam đã chiến thắng Thái Lan 1-0. Dạ ơi, bạn đang nghĩ gì? Sao? Cho mình ra xem máy của bạn nặng quá không phải được. Đây là bây giờ là chúng tôi đang đi giữa tâm bão, giữa cái tâm mà dòng người. Hàng ngàn người đang ngồi xuống đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, cầm rất là nhiều cờ để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ôi trời ơi, hóa ra Việt Nam thắng Thái Lan là môn võ với cả đá bóng. Và trên xe đá của bóng. Chúng tôi thời điểm này thì có một bạn bình luận viên Hà Nội nhí. Vô địch SEA Games à? Vô địch SEA Games.